Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của Man Hero Game. Và đây là một cái thử thách đầu tiên của cái sự kiện này cho chúng ta tay cầm để mua được những cái món đồ chuyên dụng cho từng con tướng. Ok, trong cái màn này thì chúng ta có một cái con Athena và con Ren, và đánh với ông già Gyarados. Thì cái vấn đề là sẽ không có một con he, và ông già này á thì không có một cái kiêu quánh, là không có một kiêu quánh chủ động mà gây sát thương nhiều. Ổng chỉ quánh thường thôi, rồi sau đó là ổng sẽ sử dụng một kiêu AOE trên toàn trận, cũng không có là bắt buộc phải có bao nhiêu người ở trong phạm vi và bao nhiêu người ngoài phạm vi cả các bạn, tại vì ổng AOE kiểu nào cũng dính hết á. Rồi ok, bây giờ thì nó có mấy cái con Simili như thế này. Ở con màu xanh á, con màu xanh hiện tại xanh đây á, thì tí nó sẽ đi qua, và trong cái phạm vi 3 ô là nó sẽ hồi máu lại cho những khi mà nó chết á, thì nó sẽ hồi máu lại. Và lưu ý là nó sẽ chết ở ngoài cái phạm vi ông già này 3 ô là con màu xanh đó thôi, còn những con khác á là cứ vô ông già. Thì con này nó hồi máu cho mình và nó cũng là hồi máu cho ông già luôn, mà cái lượng hồi máu 30% của ông già nó rất là nhiều. Mình thì nó ít ít như thế thôi, chứ còn màu chứ ông già là lượng máu nhiều lắm các bạn. Rồi ok, cứ mà có một cái cứ ba là bút á, thì công thủ thủ ma thủ của ông già này sẽ giảm để cho chúng ta quýnh được hơn. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta cần phải quýnh bằng những cái skill AOE, và cái con Simili màu xanh dương á là nó sẽ giữ một cái boost gây sát thương AOE á, lên nó là 3 tăng 300% gây, nói chung là để mà quýnh thắng được ông già này ít nhất phải là 2 death boost thì vào đánh AOE nó mới đau lắm các bạn, đánh AOE đã lắm. Ok, màu xanh thì hồi máu thôi, màu xanh dương thời giáp một cái deadwood giảm giáp gây sát thương AOE lên là 300%, nó tăng cái sát thương AOE lên là 300%. Còn cái con màu đỏ, cái con màu xanh dương này nè, thì mình phải né nó ra nha, chứ để mà lên 300% ông già ông chưa chết mà mình chết trước rồi đó. Ông già ông chơi kêu xét mà. Ok, con đỏ thì phải né ra, phạm vi là 3 ô tính từ tâm điểm nó đi ra, phạm vi là 3 ô. Chạy ra nha các bạn, chứ để gần gần nó là bị mình bị dính cái giáp đó, ông già ổng AOE cái là mình chết. Dính cái con màu xanh lá ở dưới, cái con đó mình định là tuân sâu mình mới đánh, mà cái skill AOE rộng quá là dính luôn. Kill này thì nó sẽ gây sát thương cố định, lên gần ông già sát thương cố định nữa là ngon rồi. Có điều là sát thương AOE quá lớn, quá rộng. Cái phạm vi quá rộng. Ok, mấy cái con Samely này nó yếu các bạn, nên là các bạn cứ đánh một cách bình thường, nó tự chạy lại, nó đánh nó tự chết à. Lưu ý mấy cái con mà có nổ như sát thương AOE, con màu xanh mà có cái hình lốc xoáy nãy á, là phải chạy chứ nó nổ chết á. Con này á, thì nó quay ngược thời gian, nó hồi lại tất cả các Q, hồi lại cooldown cho Q. Con này để gần ông già hay gần mình thì đánh cũng được cả. Đó, bây giờ là giật đam AOE là đâu rồi đó. Chờ con màu xanh kia nó vô nữa là xong. Đó, một cái nữa là nó gần tới. Bây giờ đam là 7k thôi. Thêm một con màu xanh nữa vô đam mới to là 10k này nè. Đấy, đúng vô ngay vị trí luôn.
Rồi hồi skill lại. Ok ngon. Lấy máu. Mình sợ con này nó chết, nhưng mà đáng lẽ ra thì để cho nó chết luôn cũng được, không sao các bạn. Nếu như mà nó chết á thì nó sẽ kích cái nội tại cho cái con Ren thì nó sẽ hay hơn. Tại vì tool này thì cũng gần xong rồi, có thể là hy sinh con Athena để kích cái nội tại cho con Ren được. Xích xuống miếng, né cái con Kira à, để cho nó đi lại gần cái nó, khi mình nổ đó là nó đi luôn. Ok, sát thương AOE tăng rồi đó. Rồi, vô, gọi là vô ngay vị trí. Vỗ một cái, con bên kia nó vỗ sát thương cố định nữa là xong. Á, à, bành. Ủa chưa xong à? Chưa xong thì làm thêm cái nữa. Không nhớ. Vẫn chưa xong. Rồi bây giờ xong chưa? Nhầy dữ. Ok bây giờ là xong nè. Rồi Mataro xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chúc các bạn có một ngày chơi game thật vui vẻ và cũng như là dễ dàng qua được cái thử thách thứ nhất của sự kiện lần này. Mataro xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.